chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nốt Nhạc Vui được sự tài trợ của nhãn hàng nước tăng lực cao cấp Sting. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào tối thứ tư. Thưa quý vị, góp phần thành công cho chương trình đó là ban nhạc 23 đường cấp. Hôm nay rất đặc biệt, chúng ta sẽ gặp gỡ với ba chương trình tổng cộng 2 chương trình đã bước vào phòng thi đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, và họ cùng tranh tài một chương trình mới lần đầu tiên xuất hiện. Bây giờ Phương Thanh mà hôm qua chúng tôi nói là dâu tay đỏ. Vâng, bây giờ bạn hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Kính chào quý vị khán giả. Tôi là Phương Thanh, thứ tư của trường Đại học Khoa học Nhân văn. Đối với tôi được đến với chương trình Nốt Nhạc Vui là một điều rất may mắn khi mà tôi được đứng đến đây lần thứ hai. Tuy nhiên tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. Tôi nghĩ rằng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sẽ làm cho chúng tôi bớt hồi hộp và sôi động hơn. Phương Khanh thân mến, biết rằng là thi thì hồi hộp, nhưng đây là cuộc chơi, cho nên bạn hãy thật thoải mái, thật tự tin, thắng thua là lẽ thường tình. Cái quan trọng mình được thử sức mình và có được niềm vui, phải không? Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai, xin mời bạn Minh Lâm. Xin chào quý vị khán giả và xin chào Thanh Bạch. Rất vui và thật là may mắn khi tôi được tham gia chương trình Nốt Nhạc Vui. Và sẽ vui hơn nếu tôi trả lời thật nhiều câu hỏi. Và cũng xin quý vị khán giả hãy cổ vũ thật nồng nhiệt cho tôi và hai người bạn cùng chơi với tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Các thí sinh yên tâm, tất cả khán giả của Maximax Cộng Hòa không ngại gì gió mưa, bất kỳ thời tiết nào cũng có mặt và họ sẽ rất nhiệt tình. Cái quan trọng là các bạn phải thật tự tin, lắng nghe nhạc cho kỹ và bấm chuông cho nhanh trả lời chính xác. Thành viên thứ ba, xin mời bạn Ngọc Bích. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến đây từ thành phố Đà Lạt, thành phố hoa và sương mù. Các bạn biết không, bạn bè của tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh á, thì thường hay nói là con gái Đà Lạt á, rất là dễ mắc cỡ, hay đỏ mặt và thiếu tự tin. Hôm nay đứng trên sân khấu của chương trình Nốt Nhạc Vui thì tôi mong là có cơ hội để kiểm chứng lại điều này. Mong tất cả các bạn hãy cổ vũ cho tôi và hai người bạn cùng chơi với tôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta có dịp đến Đà Lạt sẽ thấy rằng thời tiết khí hậu ở Đà Lạt rất là thuận lợi, nhất là cho nữ giới. Ở đó không cần đánh son phấn, má lúc nào cũng hồng hồng bởi vì thời tiết se lạnh. Nhưng tôi cũng gặp một cô bạn của Đà Lạt xuống Thành phố Hồ Chí Minh một thời gian thì là thời tiết của Thành phố Hồ Chí Minh làm cho không đẹp bằng là ở Đà Lạt. Và có lẽ vì vậy cho nên Đà Lạt rất nhiều hoa. Không biết là bạn học ở trường văn hóa thì bạn học khoa gì ạ? Dạ, em học khoa quản lý văn hóa, lớp âm nhạc của trường Đại học Văn hóa. Wow, có liên quan tới âm nhạc đúng không? Bây giờ ba bạn có thể cùng hòa giọng một cái gì đó làm quà cho khán giả của chương trình được không? Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng người. Cùng nắm tay ta kết toàn thân ai, trao cho nhau những lời nghiệp và họ sẽ cùng nhau bước vào vòng thi thứ nhất của Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 chúng ta có 4 chủ đề, mỗi chủ đề mang 4 nốt nhạc. Và trong 4 nốt nhạc ấy có một nốt nhạc may mắn. May mắn để làm gì? Thí sinh chọn được nốt nhạc may mắn, các bạn sẽ có cơ hội trả lời câu hỏi phụ, đáp đúng số điểm lập tức được nhân đôi. Thưa quý vị và các bạn, và khi nghe nhạc sẽ giành quyền ưu tiên bằng cách bấm bằng phím trước mặt. Ai bấm trước sẽ là người giành quyền ưu tiên trả lời. Xin lưu ý, giành quyền ưu tiên mà đáp đúng hưởng trọn số điểm trong ô nốt nhạc. Nhưng giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác không bị trừ điểm nhưng mất một lượt tiếp theo. Thưa quý vị, và bây giờ thì 4 chủ đề của vòng 1 chúng ta lần này sẽ là đi, đêm, sẽ, mơ. Tất cả những bài hát nằm trong chủ đề đó đều liên quan mật thiết đến tên của chủ đề. Và bây giờ chúng ta cũng còn lưu ý một nốt nhạc đặc biệt. Nốt nhạc này ai chọn nhầm ưu tiên độc quyền trả lời. Trả lời đúng về âm thanh, về tiếng động sẽ được hưởng số điểm cao nhất là 250 điểm.
Tất cả đã được sẵn sàng. Sự lựa chọn đầu tiên của Phương Khanh sẽ được bắt đầu vòng 1. Xin mời. Dạ, tôi chọn chủ đề mơ nốt nhạc thứ nhất. Mơ nốt nhạc thứ nhất bắt đầu. Phương Khanh. Ngỡ như giấc mơ. Ngỡ như giấc mơ. Chúc mừng. Bạn Minh Lâm rất nhanh tay nhưng không nhanh tay bằng. Bạn Phương Khanh tiếp tục lựa chọn. Chủ đề mơ nốt nhạc thứ hai. Xin mời. Và thời gian đã hết, không có tín hiệu nào giành quyền ưu tiên. Có lẽ các bạn không thể biết một bài hát tương đối mới, Hôn Anh Trong Mơ. Xin mời Minh Lâm tiếp tục lựa chọn. Tôi xin chọn chủ đề thứ nhất và nốt nhạc thứ ba. Chủ đề thứ nhất đó là chủ đề đi và nốt nhạc số 3. Bắt đầu. Xin mời Phương Khanh. Ở đây là bài Ngày Mai Anh Đi. Rất nhiệt tình nhưng chưa chính xác. Bài Sao Anh Ra Đi. Bạn mất một lượt cho đợt tiếp theo. Xin mời bạn Ngọc Bích tiếp tục lựa chọn. Tôi chọn chủ đề đêm và nốt nhạc thứ nhất. Đêm nốt nhạc thứ nhất bắt đầu. Ngọc Bích. Khóc trong đêm. Khóc trong đêm. Tiếp tục. Tôi chọn chủ đề đi và nốt nhạc thứ tư. Đi và nốt nhạc thứ tư tiếp theo. Xin mời Minh Lâm. Dạ, đây là bài Em Đi Trên Cỏ Non. Chúc mừng, chính xác, Em Đi Trên Cỏ Non. Đây là nốt nhạc may mắn. Hình ảnh cảm động người cha cõng người con trong lời bài hát được ví như gì? Hình ảnh người cha và người con được ví như là dạo biết à. Tiếc ơi là tiếc, không được được nhân đôi rồi. Cha ngồi xuống cổng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Không sao cả, bạn sẽ có cơ hội cho sự lựa chọn tiếp theo. Chủ đề sẽ và nốt nhạc thứ hai ạ. Chủ đề sẽ và nốt nhạc thứ hai bắt đầu. Minh Lâm. Dạ, em sẽ là người ra đi ạ. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục lựa chọn. Dạ, tôi xin chọn chủ đề mơ và nốt nhạc thứ ba. Mơ và nốt nhạc thứ ba tiếp tục. Phương Khanh. Dạ, đây là bài Tình Ngỡ Là Mơ. Tình Ngỡ Là Mơ. Tiếp tục. Tôi xin chọn chủ đề mơ nốt nhạc thứ tư. Mơ và nốt nhạc thứ tư tiếp theo. Phương Khanh. Là gì? Bài hát mang tên. Cần có đáp án không ạ? Nhớ không ra. Đây là bài Khung Trời Mộng Mơ và đây là nốt nhạc may mắn. Rất tiếc bạn mất cơ hội cho lượt tiếp theo. Xin mời bạn Ngọc Bích tiếp tục lựa chọn. Tôi chọn chủ đề đi và nốt nhạc thứ nhất. Chủ đề đi, nốt nhạc thứ nhất bắt đầu. Ngọc Bích. Em đã đến rồi đi. Rất tiếc không chính xác. Tình đến rồi đi. Bạn mất một lượt cho cơ hội tiếp theo. Trở lại sự lựa chọn của bạn Phương Khanh. Tôi xin chọn chủ đề đêm nốt nhạc thứ hai. Chủ đề đêm và nốt nhạc số 2 bắt đầu. Phương Khanh. Vầng trăng đêm trôi. Vầng trăng đêm trôi. Chúng ta cùng tiếp tục đến với sự lựa chọn của bạn Phương Khanh. Tôi chọn chủ đề đêm nốt nhạc thứ ba. Chủ đề đêm và nốt nhạc thứ ba tiếp theo. Bạn Minh Lâm lắc đầu lia lịa.
và ba thí sinh đều không có tín hiệu. Đây là bài Đêm Sao Lung Linh. Chúng ta tiếp tục với sự lựa chọn của Minh Lâm. Dạ, tôi xin chọn chủ đề đêm và nốt nhạc thứ tư. Đêm và nốt nhạc thứ tư, bắt đầu. Minh Lâm. Dạ, bài Những Ánh Sao Đêm ạ. Những Ánh Sao Đêm. Nốt nhạc may mắn, cơ hội nhân đôi số điểm của bạn. Hãy cho biết nhân vật chính trong bài hát này làm nghề gì? Dạ, nghề xây dựng ạ. Xây dựng. Chúc mừng. Wow. Tiếp tục lựa chọn một bích cô lên. Dạ, xin chọn chủ đề sẻ và nốt nhạc thứ tư ạ. Chủ đề sẻ và nốt nhạc thứ tư, chúng ta cùng nghe. Xin mời Ngọc Bích. Bình minh sẽ mang em đi. Chúc mừng. Tại sao bạn có thể viết trong một vài nốt nhạc ít thật như thế ạ? Nghe cái intro quen quen giống như bài Bình Minh sẽ mang em đi. Tiếp tục lựa chọn. Tôi chọn chủ đề đi và nốt nhạc cuối cùng. Đi và nốt nhạc cuối cùng là nốt nhạc số 2. Chúng ta cùng nghe nhạc. Phương Khanh. Dạ, đây là bài Ngày Mai Anh Đi. Ngày Mai Anh Đi. Tôi chọn chủ đề sẻ nốt nhạc thứ nhất. Lần này sẽ là chủ đề sẻ và nốt nhạc thứ nhất. Chúng ta cùng nghe xem đây là bài hát gì. Bình Lâm. Anh sẽ đến bên em ạ. Anh sẽ đến bên em. Rất tiếc thời gian đã hết. Còn một nốt nhạc 250 điểm, đó là sẻ và nốt nhạc số 3. Rất tiếc các bạn đã không lựa chọn. Và bây giờ xin được công bố số điểm của ba thí sinh sau vòng thi thứ nhất. Thưa quý vị, sau vòng thi thứ nhất, bạn Phương Khanh 400 điểm, bạn Minh Lâm 750 điểm và bạn Ngọc Bích 250 điểm. Xin được chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đến với vòng thi dành cho khán giả của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, chủ đề lần này của chúng ta dành cho hai đội, đó là giây phút ngày tháng. Làm thế nào trong lời hát của bài ca có từ ngày, tháng, giây phút? Bắt đầu. Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng. Một không, tiếp tục. Giờ chia tay nhau đã đến, khỏi tàu tét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Tiếp theo. Chỉ còn một giây phút thôi. Đây hành lý anh mang, tôi cầm tay sắp ngừng. Ngày một buổi đắng cay nhiều quá, thích thì phương nào về đâu. La 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 la. Tiếp tục ba điều. Một. Ngày hôm qua không như là thời thơ bé, mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên chẳng sao. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, thì ngày nay có buồn không anh? Sao em có buồn không anh? Sao tự sáng tác vậy? Có ngày là được rồi. Một chút tính sao? Tiếp tục. Hai, ba. Ngày mai em đi, biển nhớ kêu tên gọi về. Trời ơi, biển nhớ kêu, biển kêu sao? Biển nhớ tên em gọi về. Còn em thấy bạn này sáng tác có vẻ đặc biệt quá, cho nên thêm luôn. Tiếp tục. Ngày đó bên dầu vắng, hai đò hoa đôi bên đường xa xôi. Hôm qua ngày chủ nhật, còn sao anh đến? Tiếp tục. Nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa trong vườn hoa mùa xuân.
vướng vương bao nỗi buồn. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, những câu chuyện kể. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Hai đội rất nhiệt tình, hai đội đều có sự không chuẩn xác về lời hát, bài ca cũng như về âm nhạc. Chính vì vậy cho nên hai đội đều về nhì, mỗi đội đều có quà. Đang đến với vòng 2 của chương trình Nốt Nhạc Vui. Quý vị các bạn thân mến, vào vòng 2, 3 thí sinh của chúng ta sẽ thử sức mình với 4 chủ đề: trái, gió, hải và những bài hát nước ngoài. Xin lưu ý, trong vòng 2 này không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề âm nhạc vang lên và ngân hàng điểm sẽ vơi dần đi. Với đặc điểm này, nếu bấm chuông nhanh được điểm cao, bấm chuông chậm điểm ít, còn quá trễ khi dừng nhạc lại rồi không còn điểm nữa. Thưa quý vị và các bạn, và thí sinh ít điểm nhất sẽ có quyền ưu tiên chọn lựa chủ đề đầu tiên. Xin mời bạn Ngọc Bích. Tôi chọn chủ đề hải. Chủ đề hãy bắt đầu. Xin mời Minh Lâm. Dạ, hãy hát lên ạ. Rất nhiệt tình nhưng vì quá ít nhạc cho nên không phát hiện được chính xác. Không phải hãy hát lên mà là hãy đàn lên. Minh Lâm sẽ mất một lượt cho cơ hội tiếp theo. Bạn Phương Khanh lựa chọn. Dạ, tôi xin chọn chủ đề nhạc nước ngoài. Chủ đề nhạc nước ngoài bắt đầu. Mời Vân Khanh. Dạ, đây là bài Nothing Gonna Change My Love For You. Nothing Gonna Change My Love For You. Yeah. Very good. Tiếp tục. Tôi xin chọn chủ đề nhạc nước ngoài tiếp theo. Tiếp tục nhạc nước ngoài. Nhạc đã dừng lại rồi, không còn điểm nữa. Đây là bài Girl, I'm Gonna Miss You. Tiếp tục, xin mời bà Ngọc Bích lựa chọn. Tôi chọn chủ đề hãy. Chủ đề hãy, tiếp tục. Phương Khanh. Dạ, đây là bài Hãy Về Đây Bên Anh. Hãy Về Đây Bên Anh. Mời bạn lựa chọn chủ đề tiếp theo. Tôi chọn chủ đề hãy. Tiếp tục chủ đề hãy. Hãy vui lên ạ. Không chính xác. Đây là bài Hãy Yêu Nhau Đi. Xin mời bạn Ngọc Bích tiếp tục lựa chọn. Tôi chọn chủ đề hãy tiếp theo. Tiếp tục chủ đề hãy. Xin mời Phương Khanh. Dạ, đây là bài Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Chúc mừng. Hãy nói cho biết bạn đã yêu rồi chưa. Dạ rồi. Đùa thôi, đây mới là nốt nhạc may mắn. Cho biết tên tác giả ca khúc này. Dạ, đây là bài hát của tác giả Lê Hữu Hà. Chúc mừng nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Tôi chọn chủ đề nhạc nước ngoài. Lần này sẽ là chủ đề nhạc nước ngoài. Phương Khanh. Dạ, đây là bài I Don't Want To Miss A Thing. Very good, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Tôi chọn chủ đề nhạc nước ngoài. Tiếp tục nhạc nước ngoài. Phương Khanh. Dạ, đây là bài Miss You Like Crazy. Miss You Like Crazy. Yeah. Dạ, tôi chọn chủ đề gió. Chủ đề gió tiếp theo. Phương Khanh. Dạ, đây là bài Tóc Gió Thôi Bay. Chúc mừng.
liên tục gặp nốt nhạc may mắn, hát một đoạn trong đó có từ gió. Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên, bao đêm tôi đã một mình nhớ anh, đêm nay tôi lại một mình. Chủ đề tiếp theo của bạn là gì? Tôi chọn chủ đề gió. Tiếp tục chủ đề gió. Ngọc Bích, tiếng gió xôn xao. Chúc mừng. Mời Ngọc Bích tiếp tục. Dạ, chủ đề gió tiếp theo ạ. Tiếp theo vẫn là gió. Ngọc Bích, gió bất. Gió bất, chúc mừng. Ngọc Bích có vẻ hợp với gió nha. Tiếp tục. Dạ, chủ đề gió tiếp theo. Gió luôn. Xin mời Phương Canh. Dạ, đây là bài Lời của gió. Rất nhiệt tình, rất nhanh tay, nhưng không chính xác. Đây là bài Xuyên gió. Chúng ta cùng tiếp tục với sự lựa chọn của bạn Minh Lâm. Dạ, tôi sẽ chọn chủ đề thứ nhất ạ. Chủ đề thứ nhất, đó là chủ đề trái. Bắt đầu. Minh Lâm. Dạ, đây là bài Dạ Trái Đất Này Là Của Chúng Em. Chúc mừng. Câu hỏi phụ như sau: tên hai loài chim được nêu trong bài hát là chim gì? Bồ câu và chim hải âu ạ. Bồ câu hải âu. Chúc mừng. Chúng ta cùng tiếp tục với sự lựa chọn của Minh Lâm. Dạ, tôi xin chọn chủ đề thứ nhất ạ. Chủ đề thứ nhất, tiếp tục trái. Ngọc Bích. Trái tim bên lề. Chúc mừng, chính xác. Bạn lựa chọn tiếp theo đi. Dạ, trái tiếp theo. Tiếp theo vẫn là chủ đề trái. Minh Long. Dạ, bài Trái Tim Bình Yên ạ. Trái Tim Bình Yên. Yeah. Vẫn tiếp tục lựa chọn. Dạ, tôi sẽ chọn chủ đề thứ nhất ạ. Chủ đề trái tiếp tục. Xin mời Phương Khanh. Dạ, đây là bài Trái Tim Không Lời. Trái Tim Không Lời. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua hai vòng thi và các thí sinh có dịp thử sức mình với 8 chủ đề. Và cũng xin thông báo rằng thí sinh ít điểm nhất sau hai vòng thi sẽ phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Thưa quý vị, trải qua hai vòng thi, bạn Phương Khanh được 2020 điểm, một số điểm rất cao. Bạn vừa may mắn bắt được những nốt nhạc cao điểm và vừa được nhiều nốt nhạc may mắn. Bạn Minh Lâm 1020 điểm. Bạn Ngọc Bích, kiến thức âm nhạc về những bài ca cũng rất nhiều, nhưng rất tiếc bạn rơi vào những bài hát 50-100 điểm rất là nhiều, cho nên bài đúng thì nhiều mà kết quả thì không cao, 590 điểm. Chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Xin cảm ơn Ngọc Bích.